Xin chào tất cả quý các bạn. Ngày hôm nay thì có một trong những cái nội dung mà được rất nhiều khách hàng cũng có comment cũng như gọi điện hỏi cho Đức Anh rằng là với cái việc mà chúng ta sử dụng một chiếc vang số thì chúng ta sẽ căn chỉnh đường nhạc như thế nào trên chiếc vang số để nó có thể đạt được cái hiệu quả cao. Thực sự là nói về cái căn chỉnh đường nhạc này thì nó khá là chung chung và nó còn tùy vào cái thể loại nhạc này, tùy vào cái sở thích của mỗi người. Và chúng ta sẽ căn chỉnh cái đường nhạc làm sao cho nó hợp lý với cả không gian trong gia đình nhà mình nữa. Ngày hôm nay thì Đức Anh sẽ nói sơ qua cho quý bạn một cái cách căn chỉnh các bước để có thể căn chỉnh được cái đường nhạc tốt ở trên một chiếc vang số. Và đặc biệt là Đức Anh sẽ sử dụng luôn một chiếc vang số mà đây là một trong những chiếc vang số mà những vị khách hàng đang sử dụng và đã can thiệp về đường mic rồi, đường sub rồi. Và ngày hôm nay thì muốn hỏi thêm về cái việc can thiệp đường nhạc ở chiếc vang số của BK X6 Luxury này và bộ dàn karaoke nó sẽ như thế nào để tạo nên cái âm thanh hay, và chúng ta sẽ cùng nhau để thực hiện cái video ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Đức Anh để chuyển về cái màn hình máy tính để chúng ta có thể tìm hiểu chi tiết hơn. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Trước tiên thì quý các bạn hãy cùng có một cái máy tính để chúng ta kết nối với cái phần mềm của chiếc vang số BK X6 Luxury. Hiện tại thì tôi đã khởi động lên cái phần mềm của con X6 Luxury như thế này để quý bạn cùng nhìn cho nó dễ. Vẫn như những chiếc vang số khác thôi, nó sẽ có phần Music, Mic, Effect, Main, Sub, Center, Surround đó và đường System. Cái mục đích của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ can thiệp về cái đường Music đó. Thì cái đường Music này thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái đường nào? Music thì đương nhiên là chúng ta sẽ có cái ảnh hưởng về đường Music, đây là chính rồi. Thứ hai là đường Main, Output, Sub Output, Center Output, Surround Output thì nó đều ảnh hưởng đến chất âm của cái bản nhạc mà chúng ta đưa ra. Tùy vào cái hệ thống âm thanh thì chúng ta sẽ can thiệp từng đường một. Ví dụ như bộ dàn ngày hôm nay tôi có một Sub và một cặp loa chính thì chúng ta sẽ can thiệp vào đường Sub và đường Main. Tuy nhiên là đường sub thì đã có một cái video hướng dẫn để quý bạn có thể tìm hiểu một cách chỉnh tiếng sub hay rồi. Thì các bạn có thể thao tác cái đường sub như thế. Và bên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quan tâm đến đó là phần chỉnh main và đường music. Và tại sao khi chỉnh music thì chúng ta lại phải chỉnh main như thế. Tôi sẽ minh chứng cho quý bạn nhé. Đây là chúng ta chưa can thiệp gì cả. Và bây giờ tôi sẽ mở một cái đoạn nhạc lên để cùng các bạn cùng nghe. Và tôi sẽ thay đổi cái đường main để các bạn có thể cảm nhận được là đường main nó có ảnh hưởng gì nhiều hay không nhé. Đây là chúng ta đang chỉnh cái đường main này. Chúng ta đang ở cái đường main. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió. Tôi sẽ thử giảm cái dạng la chép xuống để xem cái đường âm nhạc, cái phần nhạc nó có ra có khác không nhé. Với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng đó, khi mà các bạn mà thay đổi cái đường bên này thì cái phần âm thanh giao loa khác biệt luôn, đúng không ạ? Mất hẳn giải chép luôn, tăng lên đó, giải chép khá là thanh thoát đúng không? Dòng ngân hà mình cũng qua biển không. Vâng, đó cũng chính là lý do vì sao dù là quý các bạn chỉnh về music hay là chỉnh về mic thì chúng ta vẫn phải quan tâm đến cái bước đầu tiên, đó là có thể can thiệp được một cái đường loa main, loa chính của chúng ta tốt nhất. Bởi vì những cái cặp loa chính là cái phần mà tái tạo âm thanh đến người tai người nghe. Nếu như mà chúng ta mà không can thiệp được, không xử lý được cái đường main với cái bù trừ những giải của cái cặp loa chính này nó còn thiếu thì thiếu thì chúng ta chắc chắn là sẽ không thể tạo ra được một cái âm thanh tốt đến tai người nghe được. Vì thế là chúng ta lên đầu tiên các bước để hiệu chỉnh một cái bộ dàn karaoke vẫn phải là can thiệp đường main chính. Làm đường main tốt, phần music và phần mic cực kỳ tốt, cực kỳ dễ đó. Về phần đường main này thì chúng ta cũng biết rồi, với một cặp loa thì nó sẽ có một cái giải tần số đáp tuyến phù hợp với cái cặp loa đó. Thông thường thì mỗi một con loa thì nó sẽ có cái tần số là từ 60 Hz cho đến 20 kHz hoặc là cao hơn một chút nữa tùy từng con loa. Nhưng những con loa karaoke thì nó chỉ có thể xuống được khoảng tầm 60 Hz thôi. Vì thế là chúng ta sẽ cần phải cắt được cái giải tần số HPF này khoảng tầm từ 60 Hz trở lên. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta loại bỏ được những cái phần âm thanh, loại bỏ được cái tần số mà con loa này không đáp ứng được. Mà nếu như chúng ta để nó sẽ gây ra hiện tượng nhiễu ra loa. Nhiễu ở đây là gì ạ? Nó sẽ nhiễu về cái giải bass kìa. Ở giải tần số thấp này nó sẽ nhiễu về giải bass. Hoặc là ví dụ các bạn mà tăng quá nhiều ở cái giải chép này này. Đó, nó sẽ tạo nên cái độ nhạy của loa rất là cao và nó có thể tạo lên tiếng sôi ra loa to hơn bình thường. Đó. Đó là chúng ta cần phải lưu ý những cái đường như thế để nó giảm thiểu đi cái độ nhiễu ra loa và nó tạo lên cái âm thanh con loa này nó tốt nhất và sạch nhất. Về đường main này thì nó sẽ cảm thụ theo cái tai nghe của mỗi người. Vì đây là chúng ta chỉnh một bộ dàn gia đình. Còn nếu như mà làm chuẩn thì chúng ta có một cái máy đo RTA để chúng ta có thể đo được cái đường main của con loa này. Thừa và thiếu cái điểm nào để chúng ta có thể cắt. Mỗi một con loa thì như chúng ta đã biết thì nó sẽ có giải bass chung và thép. Đó. Ví dụ như là tôi ví dụ cơ bản thôi. Nếu như các bạn mà muốn tăng một cái giải chép để cho tiếng loa nó thanh thoát thì những con loa nó sẽ thể hiện rất là rõ. Những cái giải chép là từ khoảng tầm từ 6K cho đến khoảng tầm 11, 12K. Đấy, tôi sẽ minh chứng cho các bạn là khi chúng ta tăng chép nhé. Đây ạ, bật nhạc này. Gió đưa cánh lá dâu dầu, tiếng ai than thở nghe nặng lòng nhau. Đó là khi mà chúng ta nghe đấy cái giải chép của nó như thế. Tuy nhiên là ở phần main này thì chúng ta không nên tăng quá nhiều giải chép, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đường mic. Tìm ra đúng một cái điểm mà chúng ta cần tăng thôi. Đó, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần mà khi mà chúng ta cắt díu dít ở mic nữa. Đó. Thứ hai nữa là về phần trung thì thông thường những con loa full này nó sẽ thể hiện được cái giải trung cao tốt. Tuy nhiên giải trung cao tốt khi mà chúng ta nghe nhạc ấy, thì tiếng nó, giọng ca sĩ nó hơi bị phô và tiếng nó hơi bị đanh. Thông thường thì những cái giọng ca sĩ, những cái giải trung cao ấy, thì chúng ta sẽ can thiệp ở cái giải tần số là khoảng tầm từ 1K cho tới khoảng tầm 3K. Đấy, 3K. Đấy là nó sẽ thể hiện rất là rõ cái giải trung cao của cái người ca sĩ người ta đang hát. Thì thế là chúng ta có thể giảm vợi đi để cho cái âm trung nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị quá gắt. Đấy. Chúng ta có thể can thiệp vào đường main này một chút. Nếu như mà con loa của chúng ta mà nó đang không lợi thế về cái giải trung này nhé. Đây này là chúng ta đang muốn can thiệp về cái giải trung của con loa vào đường main. Nếu như mà con loa của mình mà cái đường main này nó quá kém về cái giải trung thì chúng ta phải tăng thêm cái giải trung lên một chút. Trung cao hoặc là trung thấp thì chúng ta phải nghe bằng cái tai nghe để tăng lên. Rồi giải bass thì mỗi một con loa thì đương nhiên rồi, nó sẽ có về cái giải bass thì có con nó thừa bass thì chúng ta phải cắt đi. Và những con mà nó nhiều bass thì chúng ta lại ít bass thì chúng ta lại phải tăng lên. Và cái giải bass mà để mà nó thể hiện rất là rõ thì khi mà giải bass cái độ uy lực ấy thì nó sẽ thể hiện ở cái giải khoảng tầm 70 cho đến 90, 100 Hz thì nó sẽ tạo nên cái giải bass tốt cho cái cặp loa này. Đó. Còn nếu như mà ở những cái giải mà nó tạo ra cái độ ù của con loa, nếu mà chúng ta nghe đấy, về đường main nó tạo độ ù ấy, thì chúng ta phải giảm vợi những cái phần giải bass, giải mid hoặc là giải bass nó bị ù. Đấy. Thông thường thì những giải ù nó rơi vào khoảng giải gần 200 Hz thì chúng ta có thể giảm bớt đi một chút. Không phải con loa nào nó cũng bị những cái giải như vậy mà nó tùy vào từng con loa và tùy từng cái sự thiếu hụt về cái giải của từng con loa để chúng ta căn chỉnh về cái đường main này. Rồi. Và khi mà quý các bạn mà làm được một cái đường main tốt thì chúng ta sẽ quay trở ra làm về phần music. Khi mà chúng ta đã xử lý xong cái phần đường main rồi thì gần như là chúng ta đã thực hiện được một cái thao tác, một cái bước rất là quan trọng để làm cái tiền đề để chúng ta phát triển về hiệu chỉnh về đường mic cũng như đường music. Nói về chỉnh về đường music này thì nó có khó hay không? Thực sự nó không khó. Nó giống như một cái chiếc âm ly của chúng ta thôi, hay một cái equalizer. Thích nghe nhiều bass, tăng bass lên. Thích nghe nhiều chép, tăng chép lên. Đúng không ạ? Tăng giải chép lên. Vậy thì cái phần đường music này nó cũng tương tự như vậy. Chỉ có điều là đây là dạng EQ tham số như thế này. Nó là cả một cái giải EQ tham số với gồm 9 cái điểm cắt để quý bạn có thể tăng cả ở những 3 giải gồm là bass này, trung và chép lên. Đó. Đường music, về phần chỉnh music này, về đường music thì nó cũng không có cái gì gọi là đáng chú ý hoặc là là khuyên quý các bạn cả. Bởi vì là theo mỗi cái thể loại nhạc, theo mỗi cái sở thích và theo mỗi cái căn phòng thì chúng ta sẽ can thiệp cái đường music này nó hiệu quả nhất. Đường music thì nếu như các bạn mà một người mà yêu thích những cái dòng loại nhạc mà mạnh một chút và muốn cái phần âm thanh nó mềm thì chúng ta có thể tăng những cái giải bass này lên. Đó, tăng giải bass. Tuy nhiên là chúng ta có cái lưu ý là khi mà chúng ta tăng thì chúng ta không nên tăng quá cao như thế này nhá. Nhiều người tăng hẳn lên như thế này này. Đó, để cho cái tiếng bass nó lực hơn. Tuy nhiên là vang số là để mà những cái giải mà khi mà chúng ta tăng lên nó thấy rõ rệt, nó không giống như là những chiếc âm ly analog hay là những chiếc equalizer. Thực sự là nếu mà để nghe nhạc hay thì nhà ta vẫn luôn luôn là dùng những cái chiếc equalizer hoặc là những chiếc âm ly analog để nghe nhạc thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Hay hơn là chúng ta sử dụng vang số này. Vang số này thì chúng ta xác định nó để mục đích là để karaoke và nghe nhạc nó ở mức tầm trung. Đó, ví dụ các bạn có thể tăng thêm giải bass cho cái phần music để cho cái phần music nó ok hơn. Đây, tôi có thể tăng. Nâng nhẹ một cây lá xếp trên tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép. Đó. Khi mà chúng ta tăng thêm cái giải bass lên thì chúng ta có thể cảm nhận được cái tiếng loa nó sẽ đỡ bị gắt hơn. Và với dòng loa full thì đôi lúc là phải tăng thêm khi mà nghe nhạc thì chúng ta phải tăng cái giải bass này lên. Rồi, với những cái con mà nó bị lợi quá nhiều về cái giọng của ca sĩ đấy thì chúng ta lại phải giảm vợi cái phần giọng của ca sĩ này xuống. Ở trong đường main đôi lúc là chúng ta không can thiệp được cái phần trung này quá nhiều, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiếng mic. Thế nên là chúng ta sẽ can thiệp ở mức độ vừa phải và chúng ta sẽ giảm hoặc là tăng về phần music này riêng. Đó. Ví dụ quý bạn thấy này, chúng ta giảm hẳn xuống này, mất tiếng ca sĩ luôn. Đấy, nếu như mà quý các bạn mà thấy cái giọng ca sĩ mà nó đang bị hơi đuối, có nghĩa là giọng nó không tôn được cái giọng của người ca sĩ lên, nó bị cái phần nhạc nó áp nhiều quá, những cái phần giải bass chép áp nhiều quá ấy, thì chúng ta phải tăng cái phần trung của cái phần music lên để tăng cái giọng ca sĩ nó tôn lên một chút, hoặc là nếu nó thừa quá thì chúng ta cũng phải giảm đi. Thì thông thường ở cái phần này thì chúng ta sẽ tăng giảm ở cái ngưỡng là từ 1K cho đến 3K là cái giọng trung và trung cao. Đây. Đấy. Và nếu như mà các bạn muốn chìm cái giọng của ca sĩ xuống một tí để nó trầm trầm một chút thì chúng ta giảm ở cái phần trung thấp này hoặc là tăng nó lên để cái giọng ca sĩ nó dày hơn chẳng hạn. Đấy. Đấy. Ở phần giọng ca sĩ thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ thể hiện ở cái giải trung cao và trung thấp. Ở thông thường thì chúng ta sẽ tăng giảm ở hai cái giải như thế để có thể đưa cái giọng ca sĩ nó mượt hơn và nó rõ, chi tiết hơn. Về phần music nữa thì nó sẽ quan tâm đến phần giải của loa chép. Tăng bass là khi nào? Là khi chúng ta muốn chơi cái thể loại nhạc mạnh thì chúng ta sẽ tăng những cái giải bass lên một chút và tăng cái giải sub lên mạnh hơn một chút để âm thanh nó hay hơn. Đó. Còn đối với để nó đánh có khi mà chúng ta chơi nhạc trẻ nhé, thì thông thường thì với nhạc trẻ thì chúng ta luôn luôn thích cái giải bass nó phải uy lực thì nó mới tạo được cái độ mạnh mẽ của những cái bản DJ hay bản non top, nghe nó mới có cảm xúc mà nghe nó mới sướng được. Thì chúng ta có thể tăng bass ở phần music này lên rồi tăng thêm sub, âm lượng thêm sub và cho sub nó đánh tốt để nó tạo lên cái tiếng nhạc về phần nhạc mạnh hay. Còn đối với những cái bản nhạc vàng thì chúng ta lại thích một cái sự du dương nhẹ nhàng, không quá nhiều sub, bởi khi nhạc vàng nhiều ấy mà âm bass này nó quá nhiều thì nó hay gây ra hiện tượng bị bị rền và nó bị ù, âm thanh nó không còn hay. Và chúng ta cần một cái giải chép nó sáng thì chúng ta có thể tăng cái phần giải chép của cái phần music này lên để cho cái phần nhạc vàng nó sẽ có cái độ chi tiết và tách hơn. Phần chép thì cũng như ở trong phần main thôi. Thì thông thường thì chúng ta sẽ có cái ngưỡng để tăng cái giải chép cho hiệu quả thì nó sẽ đạt từ 6K cho đến khoảng tầm 12K. Đó, chúng ta chỉ tăng ở khoảng cái ngưỡng này thôi. Bởi vì nếu như chúng ta có tăng cao nữa ở cái phần 19-20K này, nó chỉ làm tăng cái độ nhạy của loa lên ở cái loa chép và nó gây hiện tượng sôi loa và nó không đạt được cái hiệu quả cao khi mà chúng ta nghe, và chúng ta không nghe được tới kịch đáy ở 20K hoặc là cao hơn nữa, đúng không ạ? Và chúng ta nghe thấy rõ nhất ở cái giải chép đó chính là giải từ 6 cho đến khoảng tầm 12K, thì chúng ta sẽ thay đổi để tăng ở cái cấu hình mà chúng ta nghe nhạc vàng ở cái giải chép này như thế. Đó là những cái cơ bản thôi. Đó là những cái cơ bản về chỉnh một cái phần đường music, thì thực sự là nó còn tùy thuộc vào cái cấu hình thể loại nhạc mà chúng ta thích này. Thứ hai nữa là cái chất của con loa đấy như thế nào, và cái thứ ba nữa là cái không gian để chúng ta có thể sử dụng cái bộ dàn của chúng ta ra sao, thể loại nhạc đó rất là quan trọng. Như tôi đã nói, đó là nếu như mà chúng ta thích một cái thể loại nhạc mạnh thì chúng ta phải có cái hệ thống loa sub hoặc là cái phần bass của loa nó nổi lên thì âm thanh nó mới hay. Còn nếu như mà chúng ta muốn nghe cái thể loại nhạc vàng thì chúng ta cần độ chi tiết, độ sạch, và chúng ta phải tăng cái giải chép lên cao một chút. Như vậy là chúng ta có thể thấy được với cái việc căn chỉnh về đường music thì nó cũng khá là đơn giản, đúng không ạ? Có một cái điều mà Đức Anh muốn cho quý các bạn thấy được, đó là ở trên con Vang X6 Luxury này nó có một cái tính năng, đó là RTA on. RTA đây, khi chúng ta bật lên thì chúng ta thể thấy được là cái sóng RTA này nó sẽ thu lại cái phần sóng của cái giải âm thanh mà chúng ta đang được thấy. Và chúng ta cũng có thể dựa vào đây. Đây nó không phải là một cái phần máy đo chính xác giống như một cái bộ máy đo rồi, nó là phần tích hợp, thế nên là nó cũng bị tối giản khá là nhiều. Và chúng ta có thể dựa vào đây này để chúng ta có thể phân tích được các giải tần số thừa và thiếu của cái phần âm thanh mà chúng ta đang nghe, đang được nghe vào cái bộ dàn đấy. Ví dụ như là tôi đang nói này thì nó đang tăng khá là mạnh ở cái phần giải từ ở đây là giải khoảng tầm 124 này. Đó, có nghĩa là phần mid low này, và lên đến khoảng tầm phần nữa là phần trung này và trung cao. Đó. Thì với con X6 Luxury này thì quý các bạn có thể tham khảo thêm cái phần bật cái máy đo RTA này lên để chúng ta có thể dựa vào đây và căn chỉnh và thêm hoặc thừa thiếu về cái đường music để chúng ta có thể thấy được cái phần âm thanh nó sẽ cân bằng. Nghe nhạc để mà hay là gì ạ? Là nó có thể làm cho cái giải âm thanh loa của chúng ta nó theo một cái đường thẳng, có nghĩa là tất cả các giải nó cân bằng, không quá thiên về một giải, thì đó là cái âm thanh mà nó đều nhất. Còn đương nhiên rồi, tùy từng thể loại nhạc thì chúng ta có thể tăng chép, tăng bass lên để nó thay đổi cái phần âm thanh mà như chúng ta mong muốn. Đây là một cái phần nhỏ để quý bạn có thể tham khảo này. Và ngoài ra rất là hay khi ở trên con Vang X6 Luxury này nó sẽ có thêm một cái phần, đó là có thể trộn cái phần reverb và phần music. Đó, cái này cũng khá là hay. Các bạn chắc cũng chưa được trải nghiệm cái hiệu ứng này, music to reverb này, thì Đức Anh sẽ bật cho các bạn cùng nghe nhé, để các bạn có thể thấy được cái phần music to reverb này nó có thêm cái tính năng như thế nào, có hay hay không. Trên mỉm môi bao giờ khi các bạn nghe rõ nhé, khi mà Đức Anh tăng và giảm cái phần music to reverb này thì nó sẽ có thay đổi không? Hiện tại nó đang là 0%. Bây giờ Đức Anh sẽ tăng từ từ lên này. Bài ca em gom góp một đêm để cho anh yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ. Đó, các bạn có thể cảm nhận thấy không ạ? Khi mà chúng ta trộn thêm một cái chút music to reverb ấy, không nên quá nhiều. thì nó tạo lên cái độ vang và cái độ sâu cho cái phần nhạc, phần giọng của người ca sĩ hát. Tiếng nó sẽ cảm giác nó có độ rộng, độ sâu, giống như là cái giọng của chúng ta đang hát ở đang nói ở trong cái hang đấy, thì hang động ấy, thì cái tiếng nó sẽ được vang vọng và cảm giác nó xa, nó sâu hơn rất là nhiều. Và đây là một cái tính năng cũng khá là hay để các bạn có thể tham khảo để tạo lên một cái tiếng nhạc nó bay hơn, cái phần music nó bay hơn và nó hay hơn. Đây là một cái phần công nghệ rất là hay trên con X6 Luxury này các bạn nhé. Đó, cùng xin mời các bạn cùng trải nghiệm lại một đoạn music khi mà đã được căn chỉnh và đã được set up cả làm đường main như thế này rồi. Đây là main này, một đường music đã được căn chỉnh sơ qua như thế này để các bạn có thể cảm nhận được cái mức độ khi mà chúng ta căn chỉnh nó có ok hay không. Và phần căn chỉnh về đường music này thì như Đức Anh đã nói là nó rất dễ và nó theo sở thích của mỗi người. Mưa vẫn lạnh lùng, mưa bay ngang cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm. Bài ca em gom góp một đêm để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên, để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Vâng, như vậy thì chúng ta đã trải qua được một cái video nho nhỏ để cùng các bạn hiểu được cái cách căn chỉnh được một cái đường music tốt trên một chiếc vang số. Căn bản ở cái mục đích đầu tiên của chúng ta muốn làm được một cái hệ thống thanh hay thì chúng ta phải can thiệp được cái đường main tốt. Đó là cái điều cốt yếu để có thể tạo nên chất âm hay cả về đường music, đường mic. Các bạn lưu ý nhé. Tại vì sao là chúng ta phải thế? Bởi vì âm thanh của cái loa chính là cái âm thanh tái tạo đến âm thanh người nghe. Mỗi một con loa nó sẽ có điểm thừa và điểm thiếu. Chúng ta phải biết được cái điểm thừa, điểm thiếu đấy là gì để căn chỉnh và tăng hoặc giảm nó đi. Như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau đó thì cái phần music thì như các bạn có thể thấy được, chúng ta hoàn toàn có thể làm theo ý thích của mình để có thể xử lý được cái tiếng music tốt. Quan trọng nữa đó là cái cảm nhận, cái cảm thụ của người nghe và cái sở thích của mình nghe cái thể loại nhạc như thế nào để có thể làm tốt. Như vậy ngày hôm nay thì Đức Anh đã cùng các bạn trải qua những cái chia sẻ rất là ngắn ngủi nhưng mà sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn mà cần tư vấn thêm có thể gọi điện trực tiếp cho số điện thoại của Đức Anh là 0941 859988 để được hỗ trợ. Và quý các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký, theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!